liên doanh GAC, Honda tại Trung Quốc đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Honda Breeze đời 2, mẫu xe ngang hàng Honda CR-V của liên doanh Dongfeng, Honda trong khu vực. Tương tự người tiền nhiệm, Honda Breeze 2023 sở hữu hai cấu hình 5 và 7 chỗ đồng thời khoác trên mình thiết kế và trang bị mang âm hưởng cực lớn từ CR-V toàn cầu. Có thể thấy rất rõ nét tương đồng của Honda Breeze 2023 với CR-V đời mới thông qua kết cấu hông và nửa thân trên gần như y hệt nhau. Dù vậy, đầu xe Honda Breeze 2023 trang bị tản nhiệt nhỏ hơn nhiều, còn hốc gió cản trước, ngược lại, đường phóng to. Đèn pha LED sử dụng hai bên cũng mang thiết kế mới. Lùi về hông xe, ốp nhựa trên CR-V được thay bằng ốp đồng màu thân để tăng vẻ đồng nhất và sang trọng. Cuối cùng, đuôi xe xuất hiện cửa hậu mới với đèn hậu LED chạy ngang đi kèm kết nối, với phần viền hai bên kéo dài từ cánh gió sau. Do cản trước và sau trên Honda Breeze 2023 được làm lại so với CR-V, kích thước xe có đôi chút thay đổi khi chiều dài tăng nhẹ 22mm, tổng 4.716mm, chiều rộng và cao cùng chiều dài cơ sở giữ nguyên. So với Breeze cũ, xe này dài hơn 80mm, khoảng cách giữa hai trục nới thêm 40mm. Nội thất Honda Breeze 2023 không như ngoại thất, gần như copy nguyên cả trang bị và cách bài trí của CR-V, chỉ có tùy chọn trang trí khác nhau mà thôi. Động cơ Honda Breeze 2023 sử dụng là loại 1.5 tăng áp 190 mã lực, 243 Nm moment xoắn cũng giống của mẫu SUV toàn cầu. Hộp số mặc định là loại CVT truyền công sinh ra từ động cơ tới trục trước, hoặc cả hai trục tùy lựa chọn của khách hàng. Giá khởi điểm của Honda Breeze 2023 dự kiến rơi vào khoảng $27,000, cao hơn CR-V tại Trung Quốc một chút.